Suốt hơn 130 năm, chúng tôi chọn sứ mệnh đồng hành cùng khách hàng, đưa ra những quyết định dễ dàng cho cuộc sống và tương lai tốt hơn mỗi ngày. Hành trình toàn cầu của Manulife bắt đầu từ năm 1887 tại Canada, vượt mọi biên giới, vươn đến các châu lục. Đến Việt Nam năm 1999, Manulife theo đuổi mục tiêu lớn, trở thành công ty dẫn đầu số hóa, đặt khách hàng làm trọng tâm. Cuộc sống là một hành trình phong phú với những cột mốc quan trọng và kỳ vọng về tương lai tốt hơn mỗi ngày. Và chúng tôi luôn bên bạn trong mỗi quyết định quan trọng để cuộc sống được vẹn toàn. Tốt hơn mỗi ngày không chỉ là sự sung túc mà còn là sức khỏe và tinh thần. Chúng tôi hỗ trợ bạn và gia đình từ những giải pháp tài chính toàn diện, những điểm tựa đầu tư vững chắc. Đến giải pháp sống khỏe mỗi ngày. Chúng tôi đồng cảm và đồng hành cùng bạn trong mọi hành trình đến hạnh phúc và cả cuộc sống thịnh vượng cho thế hệ tương lai.